rằm tháng bảy mẹ dẫn con đi chùa dâng hương lên cúng Phật lấy tay mẹ xin thưa con cúi đầu lạy Phật mẹ thấy con ngoan không mai kia con trông lớn làm cho mẹ vừa lòng công đức ân sinh trường cao tợ núi Thái Sơn dưỡng dục nghĩa mang nặng suối nguồn thật mong manh mẹ ơi con trả hiếu cho mẹ và cho cha hai vị Phật còn sống chúng ở cả một nhà hai vị Phật còn sống chúng ở cả một nhà khi xưa Phật có cho mẹ